nữa thì tấm thân nhỏ bé xin kính chào toàn thể đại gia đình của văn phòng tổng đại lý Thanh Khê và Liên Chiểu. Và chúng ta sẽ bắt đầu phần 2 của chương trình tối ngày hôm nay luôn ạ. Dạ, các anh chị tư vấn viên của văn phòng tổng đại lý Thanh Khê Liên Chiểu đang ngồi đâu ạ? Dạ, chắc có lẽ là hiện giờ đang bận máy chèo dữ quá. Dạ, đang bận chèo. Nhưng mà không sao, ngay bây giờ đây, dạ, với tiêu chí của ban tổ chức đưa ra là tới đây cùng dự tất niên và phải có quà mang về. Mà ngay giờ đây thì em sẽ cùng tổ chức một cái trò chơi cực kỳ là đơn giản. Bây giờ em sẽ mở lên một đoạn nhạc, các anh chị vui lòng đón giùm em coi đoạn nhạc này nói về sản phẩm gì thôi. Dạ, các anh chị có hiểu luật chơi này chưa ạ? Mở lên đoạn nhạc đón quảng cáo sản phẩm gì. Dạ, nếu mà đã sẵn sàng thì cho em một tràng pháo tay bự bự chút xíu. Và em cũng xin thông báo luôn, và tiết mục đầu tiên của văn phòng Thanh Khê Liên Chiểu vui lòng chuẩn bị. Và trong các sản phẩm quảng cáo, các anh chị thích sản phẩm quảng cáo dễ hay khó? Dạ dễ, đúng không ạ? Dạ dễ thì em sẽ mở một sản phẩm rất là dễ cho tất cả các anh chị. Và đây, sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm đầu tiên là sản phẩm gì? Xin mời. Hãy lắng nghe, dù mọi việc gian khó. Dù dạ, quảng cáo sản phẩm gì các anh chị? Đây là quảng cáo gì? Bạn có bất đồng. Dù đang lắng nghe, đang lắng nghe. Dù chuyện buồn muôn thuở hay quảng cáo gì các anh chị? Thời gian. Bởi vì chỉ khi lắng nghe, bạn mới càng thêm thấu hiểu. Chúng tôi tin rằng giải pháp bảo hiểm tài chính. Dạ, quảng cáo gì? Đáng lẽ là quảng cáo này là vừa câu đầu tiên là giơ tay ào ào lên liền á. Nhưng mà dù sao thì cũng có cánh tay lác đác. Và em mời chị vui lòng trả lời cho em biết đây là quảng cáo sản phẩm gì chị? Đây là câu slogan về công ty Prudential ạ. Các anh chị thấy hợp lý không các anh chị? Thì tại sao không cho một tràng pháo tay thật lớn đi nào? Và đây là quảng cáo Prudential. Đáp án của chị là đáp án chính xác. Chúc mừng chị, thành viên may mắn đầu tiên nhận được phần quà. Và xin mời các bạn nữ đẹp đẹp dễ thương tặng chị phần quà. Như vậy là chúng ta đã trải qua cái quảng cáo sản phẩm đầu tiên. Rất là đơn giản phải không các anh chị? Chỉ cần ngồi tại chỗ thưởng thức tiệc, lắng nghe và nhận quà. Cực kỳ đơn giản. Và chúng ta sẽ tới với sản phẩm thứ hai. Sản phẩm thứ hai, các anh chị thích sản phẩm khó hay dễ? Dễ rồi, em mở nhạc dễ luôn. Bài này hot nha. Các anh chị nào biết sản phẩm gì vui lòng giơ cao tay, em sẽ đi tới tận nơi. Tối ngày việc trong nhà, lo lắng quầy mè phát già. Sản phẩm gì các anh chị? Đào nhà xứ toàn loài đắt tiền, cơ sở. Có. Hình như là Nguyên đúng không? Rồi, Nguyên vui lòng trả lời cho anh biết sản phẩm này là sản phẩm gì? Quảng cáo sản phẩm gì? Sữa. Dạ, sữa. Cái khúc sau không có ra tiếng. Sữa gì Nguyên? Dialac. Sữa Dialac là đáp án chính xác hay là không chính xác? Để biết được sản phẩm này là sản phẩm gì, vui lòng lắng nghe tiếp. Vậy thấy bà không thích rồi, con dâu nuôi cháu nhìn thương quá trời. Nhà người kháng vừa hình con khỏe, còn nhà mình cay, cay, cay. Ô bên đó sao vui vậy ta? Nghe kỹ, nghe kỹ. À, có kết quả khác, có kết quả khác. Em mời chị. Quảng cáo sản phẩm gì chị? Quảng cáo sữa Vinamilk. Sữa Vinamilk, còn Nguyên là DHA. Và hai sản phẩm này, sản phẩm nào chính xác? Lắng nghe tiếp. Cho con mà ra, con cãi. Sao con có quên thức ăn chi, chứ sao mẹ cứ chăn. Xin hai người thôi đi, cãi vã nhau đâu được chi. Giờ phải quyến sang xem. Sản phẩm gì? Tại sao vui chưa có, chưa thế? Có. Và ban tổ chức công bố luôn, đáp án chính xác là sản phẩm sữa Vinamilk là chính xác. Và câu trả lời là sữa DHA cũng chính xác luôn. Lý do, dạ, sản phẩm sữa Vinamilk có dòng DHA. Và xin chúc mừng hai thành viên đã xuất sắc trả lời chính xác câu hỏi của ban tổ chức. Một tràng pháo tay thật là lớn dành cho hai vị khách mời may mắn. Và chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm tiếp theo. Nhạc phẩm này dữ dội. Bạn muốn mua TV? Đến... đâu? Khoan, từ từ.
Thôi bây giờ số lượng tay nhiều quá, bây giờ em đếm 1, 2, 3, ai giơ trước em gọi. Dạ 1, 2. Rồi xong. Ưu tiên biên giới hải đảo xa xôi. Anh thắng chạy bút xuống dưới mà em thắng. Rồi để em chạy ra, Đó. Dạ rất là nhiều cặp mắt nhìn em đắm đuối. Rồi mời chị nữ bên này đi. Đó, em mời chị, đây là sản phẩm gì chị? Dạ quảng cáo về điện máy xanh ạ. Sản phẩm gì? Dạ tivi của điện máy xanh. À tivi, tủ lạnh, để biết được sản phẩm này sản phẩm gì thì chúng ta cùng lắng nghe nhạc các anh chị nhé. Bạn muốn mua tivi. Dạ điện máy xanh là đáp án chính xác, và chúc mừng thành viên tiếp theo đã nhận được phần quà từ ban tổ chức. Dạ điện máy xanh là đáp án chính xác. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Các anh chị thích sản phẩm mới hay cũ? Cũ ha. Dạ rồi, một sản phẩm hơi cũ cũ một chút xíu. Dữ dội. Dù bạn đẹp hay bạn giàu, bạn sản phẩm gì các anh chị? Xung quanh ta chẳng đổi tay. Rất nhiều khuôn mặt đăm chiêu rồi, nhạc tắt luôn, có luôn. Khuôn mặt đàn tràn đầy tự tin đứng dậy trả lời. 7up. 7up, dạ một tràng pháo tay thật lớn dành cho thí sinh xuất sắc tiếp theo trả lời sai. Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tinh khiết, chỉ có hương vị chanh ngon tuyệt. Đó, mật khẩu. Dạ sản phẩm gì ạ? Sprite. Đẹp hay xấu chẳng hề chi, vì cứ khác sẽ ta biến. Dạ công nhận giơ tay lẹ lên luôn á. Ban tổ chức công bố đáp án cái giơ tay phạt phạt luôn. Dạ chúc mừng 7up. Không chính xác. Và em cũng xin chia buồn các anh chị, tại em công bố kết quả sản phẩm rồi, giơ tay cũng như không. Nhưng mà em thích anh mặc áo màu da bò. Anh trả lời cho em biết sản phẩm này sản phẩm gì anh? Sản phẩm là Sprite. Dạ chính xác, cho anh này một tràng pháo tay thật lớn đi các anh chị. Nhưng mà không có tặng quà, tại vì lý do là thấy ảnh giơ tay hào hứng quá, cho ảnh thỏa mãn thôi chứ không gì hết. Dạ ban tổ chức công bố đáp án rồi. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Các anh chị thích sản phẩm gì? Khó hay dễ? Mới hay cũ? Khó ha. Rồi em sẽ mở bài khó cho các anh chị. Một bài rất là khó luôn. Hành. Để em kiếm bài khó nha. Đây, một trong những sản phẩm dữ dội nhất. Mưa xuân đang rơi mặc hồ nước đông đầy, giật nhớ mong đợi chờ thân. Dạ sản phẩm. Nhà sắc hoa đất trời. Dạ lưu ý ưu tiên tư vấn viên nhiều chút xíu. Nhân viên văn phòng tạm thời bỏ tay xuống. À xin mời, dạ ghế anh thắng luôn ạ. Dạ quảng cáo Omo ạ. Dạ Omo mà đáp án không chính xác. Dù bao cách xa về với quê nhà. Chị ơi chị, một lượt duy nhất không có giơ tay lại. Nghe tiếp. Cành đào bên nhánh mai. À xin mời cô áo đen bàn 1, 2, 3 từ đây xuống. Dạ cô áo đen đó, cô đứng dậy. Dạ mời cô. Đây sản phẩm gì cô à? Sản phẩm dầu ăn nếp tôm. Dạ dầu ăn nếp tôm mới là nếp. Sản phẩm không chính xác. Hay là chính xác? Quá chính xác. Dạ chúc mừng cô, sản phẩm Neptune là sản phẩm không chính xác. Hay là chính xác? Dạ chúc mừng, sản phẩm của cô là sản phẩm chính xác. Hay là không chính xác? Dạ để biết được cùng nghe nhạc. Dạ sản phẩm Neptune chính là sản phẩm chính xác trong quảng cáo này. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm gì các anh chị? Có luôn. Hình như ánh me sẵn rồi hay sao đó. Em mời anh. Pepsi. Pepsi là sản phẩm chính xác hay là không chính xác các anh chị? Dạ ban tổ chức xin chúc mừng. Pepsi là sản phẩm chính xác hay là không chính xác? Dạ để biết được chúng ta cùng lắng nghe nhạc. Và Pepsi chính là sản phẩm được nói tới trong bài hát này. Xin chúc mừng anh, và anh sẽ nhận được một phần quà từ ban tổ chức. Và chúng ta sẽ đến với bài hát quảng cáo sau cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Và đây là nhóm CC. Hôm nay
phẩm gì ạ? Rồi xin mời có luôn. Ảnh giờ mé mé không mà. Em mời anh luôn. Em mời anh, đây là sản phẩm gì? Dạ, Cortex Sting. Anh nói lớn lớn, em nghe chưa rõ. Giờ nói giùm đi. Anh nói lớn cho cả khán phòng biết đây sản phẩm gì anh? Không, không phải. Trời đất ơi, mới đầu anh trả lời sau một hồi nghe tư vấn đã đời cái khuôn mặt anh xanh chành bấn loạn luôn. Anh không biết là sản phẩm gì luôn. Đây là sản phẩm gì các anh chị? Thôi tạm thời bỏ qua sản phẩm này. Sản phẩm này hơi khó. Và tiếp theo, một sản phẩm dữ dội nữa dành cho tất cả các anh chị. Quảng cáo gì? Muốn quảng cáo gì? Đây. Thôi cái bài này hơi khó. Để người phải nhớ đến toilet này. Đây là sản phẩm gì các anh chị? Là nhà của ta. Để mà đền đáp, ta cứ cho người bền vàng ra. Rồi có, hồi nãy giờ cánh bên này là nhìn em đắm đuối giơ tay hoài mày không kêu. Em xin mời chị cho em biết sản phẩm này sản phẩm gì ạ? Dạ thưa anh, sản phẩm Vim ạ. Sản phẩm Vim. Dạ, Vim là đáp án. Chính xác hay không chính xác thì ban cổ tiết cũng chưa biết. Thôi lắng nghe bài hát. Người sẽ mắc bệnh. Là Vim, đáp án chính xác. Chúc mừng chị, một tràng pháo thật lớn. Và chị sẽ nhận được một phần quà may mắn từ phía bên ban tổ chức. Và kính thưa tất cả các anh chị, ngay bây giờ đây, xin mời tất cả các anh chị cùng hướng mắt về sân khấu để đến với tiết mục mở màn phần 2 trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả anh chị, buổi tối ngày hôm nay sẽ được Hội đồng nghệ thuật Chư vị Bồi Thẩm Đoàn, quan viên hai họ chấm điểm cho các tiết mục. Và các tiết mục của chúng tôi sẽ có những phần quà rất là dữ dội. Và Chư vị Bồi Thẩm Đoàn là ai? Dạ toàn thể khán phòng phía dưới. Sau bất kỳ một tiết mục biểu diễn nào, các anh chị vui lòng vỗ tay cho tiết mục đó. Vỗ tay lớn điểm cao, vỗ tay bé bé điểm thấp. Và cuối chương trình chúng ta sẽ tìm được chủ nhân cho giải nhất ngày hôm nay. Và một tràng pháo thật lớn dành cho văn phòng tổng đại lý Thanh Khê Liên Chiểu. Bài múa Rub of You. Xin mời tất cả các anh chị tư vấn viên của công ty bảo hiểm Nhân Thọ Prudential, các anh chị hãy cùng đứng lên và vỗ tay theo nhạc để cổ vũ cho đội múa Thanh Khê Liên Chiểu. Xin mời tất cả các anh chị.